Bộ Ngoại giao bác tin công dân Anh có thể bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bác bỏ thông tin trên báo Anh rằng công dân Anh có thể bị tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tờ Mirror của Anh tuần trước đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã điều chỉnh hướng dẫn đi lại với công dân ở nước ngoài, trong đó cảnh báo giới chức Việt Nam có thể áp lệnh cấm xuất cảnh với một số cá nhân và tịch thu hộ chiếu của họ cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất. Theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh, lệnh cấm xuất cảnh có thể liên quan đến các cuộc điều tra nhằm vào cá nhân, gia đình và chủ doanh nghiệp, xoay quanh những vấn đề dân sự và hình sự như tranh chấp kinh doanh, gây tai nạn giao thông, làm việc mà không có thị thực phù hợp và nợ thuế. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai sự thật như vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, khi được đề nghị bình luận về thông tin. Bà Hằng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, du lịch tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho công dân nước ngoài đến Việt Nam với mục đích học tập, làm việc, đầu tư, tìm hiểu thị trường và du lịch phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam, người phát ngôn cho hay. Báo cáo thường niên được Internation công bố năm ngoái cho thấy Việt Nam đứng trong top 15 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia châu Á được người nước ngoài đánh giá cao nhất ở chỉ số an toàn và an ninh. Khảo sát được Internation, mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu thành viên, tiến hành với 12.000 người từ 171 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.